số điểm 10 điểm vừa rồi thì các bạn bên nhóm Mây Trắng lại được nhận hai nốt nhạc đầu tiên của bài hát Bí Mật. Xin mời anh Hoàng Nhã. Các bạn có thể đoán ra được là bài nào không ạ? Không thể đoán được ạ. Bảo Thi nghĩ cũng đúng thôi, với hai nốt nhạc rất là ít ỏi thì làm sao mà các bạn Mây Trắng có thể đoán ra được. Vì thế bây giờ coi như là Mây Trắng nhường quyền cho nhóm MTV vậy. Các anh chàng phía sau chúng ta vỗ tay cho phía bên mình trước đi ạ. MTV thân mến, bây giờ là từ khóa của chúng ta đây. Hy vọng các bạn sẽ hát được bài hát có từ khóa này. Từ khóa cũng hơi khó một tí. Từ long lanh, 5 giây bắt đầu. Thời gian 5 giây sắp hết rồi ạ. Cố lên các chàng trai ơi. Từng trôi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương yêu đương anh ngập ngừng. Xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Một ca khúc rất là hay và rất là đúng với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, phải không ạ? Và ca khúc thì thầm mùa xuân đã mang đến cho nhóm MTV 10 điểm. Như các bạn Mây Trắng, sau khi nhận được 10 điểm thì các bạn MTV cũng sẽ được thêm 2 nút nhạc. Xin mời anh Hoàng Nhã đánh 4 nút nhạc của bài hát Bí Mật của chúng tôi. Đội MTV xin được phép đoán bài hát gốc được không ạ? Vâng, các anh có thể đoán được bài hát gốc. Đoán luôn ạ. Chỉ với 4 nút nhạc thôi ạ. Họ thì thấy chưa, rõ ràng là các chàng trai do cái sức nóng của sân khấu bên này cho nên các chàng trai đã đoán luôn được bài hát đúng không ạ? Nhưng mà chưa biết đúng sai mà anh nên thôi hên bây xui, giờ hên xui, nhóm hên MTV xui. Đoán đi. MTV đoán cái bài hát vừa rồi chính là cái bài mà MTV vừa mới trình bày luôn. Là bài gì ạ? Tưng 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 tưng. Thì thầm mùa xuân. Một lần nữa tôi cảm thấy rất là tự hào bởi vì bài hát Bí Mật đã đúng rồi. Như vậy có nghĩa là 50 điểm đã dành cho đội MTV. Và bài hát Bí Mật vừa rồi cũng đã nâng số điểm của nhóm MTV bây giờ là 60 điểm. Tiên cảm ơn nhóm MTV rất nhiều ạ. Và kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã thấy rằng ngay từ bài hát đầu tiên, bài hát Bí Mật của chúng tôi, bài Thì Thầm Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu, chúng ta thấy không khí của mùa xuân đã tràn ngập trong không khí ở đây. Và hy vọng rằng ngay tại nhà quý vị đang xem chương trình, mùa xuân mới cũng đang đến, một mùa xuân của năm 2008 đang tràn ngập ở khắp nơi. Và mùa xuân đó sẽ đem may mắn tiếp theo cho MTV hay Mây Trắng đây. Sắp sửa sẽ là một ca khúc Bí Mật tiếp theo. Và bây giờ thì quyền ưu tiên lại thuộc về nhóm MTV, bởi vì lúc nãy là các bạn bên nhóm Mây Trắng đã được ưu tiên một lần rồi. Và bây giờ, từ khóa đầu tiên của bài hát Bí Mật số 2 là một từ cũng rất là quen thuộc. Đó là từ chuyện. 5 giây bắt đầu. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc khó mà chuyện này chẳng nhầm nhỏ. Có lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó, nhưng nghĩ lại rồi chuyện chẳng đáng mà lo. Chỉ là chuyện nhỏ. Hey, hey.
tôi nghe Bảo Thy nói đến từ khóa chuyện là tôi biết chắc chắn là đó là bài tủ của chúng ta rồi, phải không ạ? MTV đã từng hát bài Chuyện Nhỏ rất là hay, và chính vì thế 10 điểm tiếp theo đã dành cho MTV. Và song song với số điểm mà MTV vừa nhận được thì nhóm MTV lại có thể nghe hai nốt nhạc đầu tiên của bài hát Bí Mật số 2. Xin mời anh Hoàng Nhã với hai nốt nhạc ạ. Không đáng được đâu. Bình thường thôi, vì hai nốt nhạc không thể nào đại diện cho cả bài hát được. Chính vì thế khán giả của MTV sẽ vỗ tay cho phần thi tiếp theo của Mây Trắng. Rất là ga lăng không ạ? Và những Mây Trắng ơi, cố lên nha. Từ khóa thứ hai đó là từ xa, 5 giây bắt đầu. Đi bên em ca khúc có từ khóa đấy rồi. Và còn nói gì nữa, 10 điểm cho nhóm Mây Trắng ạ. Với 10 điểm ấy sẽ là hai nốt nhạc tiếp theo. Chúng ta có tất cả 4 nốt nhạc cho bài hát Bí Mật thứ hai. Xin mời anh Hoàng Nhã. Mặt của bạn Thu Ngọc có vẻ rất căng thẳng. Mây Trắng đoán ca khúc này đó là ca khúc Chuyện Chàng Cô Đơn. Chuyện Chàng Cô Đơn. Tôi thì tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày chúng ta cùng hát về chủ đề chào xuân mới. Vì thế Chuyện Chàng Cô Đơn nó có vẻ là một suy nghĩ thiếu logic của đội Mây Trắng. Nhưng mà biết đâu đấy, tại vì thực sự đâu phải cứ phải là bài hát mùa xuân thì mình mới được hát vào mùa xuân, đúng không quý vị? Nên bây giờ có lẽ là Bảo Thy và Thanh Tùng sẽ không công bố kết quả, mà chúng ta hãy cùng nhau đến với một món quà rất đặc biệt của chương trình, đó là sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Bách. Nhiều ngày qua tình yêu sao còn xa hỡi người. Cô đơn mình ta chờ mong một ngày kia em đến. Khắp nhân gian tình cát tràn hoa. Dù nghe trên tôi rất buồn, thế đi em sẽ không từng ngờ chuyện tình tôi. Một chàng cô đơn mãi, tình cuộc tình xa xôi quá. Để đời sống cũng trôi đi, tháng năm tuổi đi say vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói. Nào hãy hứa đi em sẽ không ngừng ngờ chuyện một chàng cô đơn mãi, tình cuộc tình xa xôi quá. Để đời sống cũng trôi đi, tháng năm tuổi đi say vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói. Nào hãy hứa đi em sẽ không ngừng ngờ.
trong lòng ta, dù rằng còn tin lên tiếng khắp nhân gian tiếng ca chán hoa. Dù nghe chuyện tôi rất buồn, nhớ đi em sẽ không từng hờn chuyện tình tôi. Trên một chàng cô đơn mãi, tình cuộc tình xa xôi quá, để biết sống cuốn trôi đi tháng năm tuổi xanh đi tận lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói. Nào hãy nữa đi em sẽ không ngừng ngờ chừng một chàng cô đơn mãi, tình cuộc tình xa xôi quá, để biết sống cuốn trôi đi tháng năm tuổi xanh đi tận lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói. Nào hãy nữa đi em sẽ không ngừng ngờ. Sĩ Hoàng Bách, nhóm Mây Trắng, nhóm MTV và tất cả mọi người ở đây đang hát ca khúc Chuyện Chàng Cô Đơn. Và chúng ta cũng đã biết được nhóm Mây Trắng đã đoán chính xác. Và như vậy thì chúng tôi xin được cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách. Chính sự xuất hiện của anh trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho nhóm Mây Trắng biết rõ ràng chính xác hơn khi tìm ra bài hát bí mật lần thứ hai này. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn chương trình. Và kính thưa quý vị, và như vậy là bài hát Chuyện Chàng Cô Đơn của Hoàng Bách không phải là một bài hát về mùa xuân, nhưng vẫn nằm trong chương trình rất đặc biệt của chúng ta trong ngày hôm nay. Điều đó minh chứng rằng không phải chủ đề của chương trình là gì thì tất cả những bài hát trong chương trình đó phải cùng một chủ đề. Và đương nhiên là tình yêu là một điều có thể nói trong bất cứ một chương trình nào của Nào Ta Cùng Hát. Vâng, và bây giờ còn chờ gì nữa mà không công bố số điểm của cả hai đội. Và Bảo Thi xin chúc mừng đội Mây Trắng, các bạn đã đoán đúng bài hát bí mật số 2. Và bây giờ số điểm của các bạn là 70 điểm. Và cùng với nhóm Mây Trắng thì các anh chàng trong đội MTV cũng đã đạt được số điểm tương đương là 70 điểm. Khuyến mãi đặc biệt, mua một tặng một cho khách hàng của HT Mobile, mua một điện thoại LG Kyocera hoặc Samsung tặng ngay một điện thoại LG HD 156 trị giá 1.290.000 đồng và 300.000 đồng vào tài khoản. Nhanh chân lên, số lượng có hạn. HT Mobile. Chào mừng quý vị khán giả cùng đến với vòng 2 của cuộc thi Nào Ta Cùng Hát. Vòng 2 được mang tên Hát Đúng, Hát Đủ. Và luật chơi của vòng 2 như sau. Nhưng mà trước khi công bố luật chơi thì Bảo Thi phải dặn cả hai đội là vòng thi này khá là gay cấn, đòi hỏi tất cả các bạn phải có một trí nhớ cực kỳ nhạy bén và tinh thần đồng đội thật là cao thì chúng ta mới có thể chiến thắng ở vòng này được. Và với vòng 2 này chúng ta sẽ có 60 giây. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 3 ca khúc. Đội ưu tiên sẽ được bốc thăm ca khúc mà các bạn lựa chọn. Với ca khúc này, luân phiên từng đội sẽ hát từng lời của bài hát sao cho chính xác nhất. Và các bạn phải nhớ rằng chúng ta phải hát đúng từng câu, từng chữ, từng lời của một ca khúc. Và đương nhiên ở vòng thi này, hai đội đang có số điểm hòa nhau thì đội được ưu tiên lại là những bạn nữ của nhóm Mây Trắng. Và các bạn trong nhóm Mây Trắng thân mến, xin đại diện cho các chàng trai MTV, tôi cũng nói luôn rằng là số mệnh của cả hai đội nằm trong tay các bạn. Nếu như các bạn hát chỉ cần sai giai điệu hoặc là lời bài hát thì chương trình sẽ ngưng lại ngay lập tức và đội còn lại sẽ là đội thắng cuộc. Và đội thắng cuộc cũng sẽ nhận được 50 điểm. Và bây giờ chúng tôi có bài số 1, bài số 2 và bài số 3. Các bạn chọn bài số mấy ạ? Đội em có 3 người, em chọn số 3.
Và kính thưa quý vị, tất cả những người yêu âm nhạc chắc chắn là họ sẽ thuộc rất là nhiều bài hát, đặc biệt là hai đội chơi ngày hôm nay. Nhưng bất thình lình phải thuộc một cách trọn vẹn một ca khúc thì không dễ chút nào hết. Chính vì thế chúng ta sẽ cổ vũ cho phần thi của cả hai đội. Ngay bây giờ đây thì tôi xin được phép chào người bạn diễn của mình để cùng bước vào trong bục trọng tài để xem đội nào sẽ là đội hát đúng, hát đủ hơn. Và bài số 3 là bài gì? Xin mời Bảo Thi, bạn có thể công bố cho mọi người cùng biết. Và ca khúc mà nhóm Mây Trắng lựa chọn là một khúc rất quen thuộc, bài hát được mang tên Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân. Và quý vị, trên bàn của trọng tài tôi có một cái nút màu đỏ. Tôi sẽ dò bài thử xem hai đội hát chính xác hơn. Ngay khi có đội có dấu hiệu hát sai một từ, tôi sẽ bấm nút đỏ và dừng cuộc chơi tại chỗ đó. Đội còn lại sẽ là đội thắng cuộc, các bạn nhớ nhé. Và các bạn chàng trai ở phía bên kia chúng ta cổ cho MTV ạ. Hy vọng họ sẽ thắng ạ. Vậy thì các bạn chơi gì nữa mà không vỗ tay thật lớn để động viên tinh thần của nhóm Mây Trắng ạ. Và bây giờ chúng ta phần thi đầu tiên của các bạn nữ rất xinh đẹp trong nhóm Mây Trắng với ba từ Mùa Xuân Đến. Mùa xuân đến, đắm say trên môi, đắm gió vai mềm. Nụ hoa thơm ngát, nở trên môi hồng. Mùa xuân dẫn đến, ngồi nghe tôi hát. Và tôi biết rằng, nói yêu em một lần. Chuyện gì xảy ra vậy à anh Thanh Tùng? Lời chính xác của chúng ta sẽ là tình rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh chim. Các bạn thấy đấy, vậy thì đội MTV của chúng ta dù hát rất là hay, rất là truyền cảm, nhưng mà khi đã hát sai hai từ, vì thế phần chiến thắng ở vòng 2 đã thuộc về đội của nhóm Mây Trắng. Thật là khi đứng ở vai trò là trọng tài thì tôi thực sự không muốn bấm chuông một chút xíu nào hết. Bởi vì nếu bấm chuông nghĩa là đội yêu quý của tôi sẽ thua. Nhưng dù sao thì một cuộc chơi cần có sự công bằng. Và như vậy 50 điểm của vòng này đã thuộc về đội Trắng. Nhưng mà đương nhiên thì ở cuộc thi nào cũng phải có đội thắng và đội thua. Chúng ta chỉ kết thúc ở vòng 2 này thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến một vòng thi mà vòng thi này còn cam go hơn cả vòng 2 nữa. Chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà không đến với vòng 3 trình. Nào ta cùng hát. Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng đến vòng 3 của cuộc thi Nào Ta Cùng Hát. Vòng 3 được mang tên Số Lĩnh Định. Ở vòng 3 này chúng ta sẽ có 4 từ khóa và lần lượt sẽ được hai đội trưởng của cả hai đội chọn một trong 4 từ khóa. Khi bạn nhận từ khóa đó thì bạn phải nhanh chóng trong vòng 60 hát thật nhiều ca khúc có từ khóa đó. Và cùng với 60 giây đó, đội nào hát được số lượng bài hát nhiều hơn sẽ là đội thắng. Điều đặc biệt tại sao được gọi là vòng thi số lượng quyết định ở chỗ này, các bạn là người thắng cuộc thì số điểm sẽ được nhân đôi. À, thì anh với Thi thử cá cược xem nhé. Bây giờ thì đội của bên anh đang được 70 điểm, đội bên em được 120 điểm. Theo anh thấy trong cái cục diện này, nếu mà nhân đôi số điểm lên thì bên anh sẽ được 140 điểm, nghĩa là vẫn thắng. Anh cược là MTV sẽ thắng trong vòng này. Thật sự thì nếu như mà anh Tùng đã nói như thế rồi thì em cũng chẳng biết nói gì ngoài cách. Các bạn ơi, các bạn có ủng hộ Mây Trắng không ạ? Các bạn nam ơi, các bạn chứng tỏ sự ga lăng của các bạn đi ạ. Đó, các bạn nhóm Mây Trắng thấy chưa? Các bạn được sự ủng hộ của cả hai phái luôn. Vì thế chúng ta phải chiến thắng trong vòng thi này nha. Chắc chắn là các bạn nam ở bên này rất là ga lăng. Họ sẽ có nhiều cử chỉ ga lăng hơn nữa. Nhưng và số điểm thì
thì tôi hy vọng là MTV sẽ thắng. Các bạn nhớ nhé, đó là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta, phải bắt buộc thắng trong vòng này để bước tiếp vào vòng sau nha. Và bây giờ thì chúng ta có 4 từ khóa, đội thấp điểm hơn sẽ được ưu tiên chọn từ khóa trước, đó là đội MTV. Các bạn chọn từ số mấy? Bây giờ MTV xin chọn số 1, số đầu tiên. Và từ số 1 có tới 2 từ lận, nhưng mà Bảo Thiên nghĩ là cũng khá khó khăn cho các bạn đây. Đó là từ hạnh phúc và 60 giây xin được phép bắt đầu. Hạnh phúc sao thật mong manh. Một bài. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hai bài. Hai anh em TV ơi. Trời ơi sao vậy? Cố gắng lên nào. Bạn ơi, chỉ còn 28 giây nữa. Quả thôi. Quả thật từ hạnh phúc rất khó không ạ? À? Chúng ta chỉ mới có 2 bài thôi. Các bạn cổ động viên ơi. Chúng ta chỉ còn 13 giây. MTV ơi. Không có tay hạnh phúc. Chúng ta chỉ còn có 3 giây nữa thôi. Tàng tàng. Và... tàng tàng. Thật sự thì không biết nói gì bây giờ, khi mà trong vòng 60 giây mà đội MTV chỉ đoán được có 2 ca khúc thôi. Từ hạnh phúc là từ mà nếu có cho tôi mở ra từ điển âm nhạc chắc tôi cũng sẽ rất là khó khăn để tìm được. Thôi thì phần của MTV đã xong. Không biết là các bạn Mây Trắng sẽ lựa chọn tiếp theo như thế nào. Chúng ta đã xong từ số 1 rồi, còn từ số 2, số 3 và số 4. Tụi em chọn tiếp số 2. Và số 2 cũng là có 2 từ khóa. Nhưng mà Bảo Thiên nghĩ rằng 2 từ khóa này rất là đơn giản hơn từ khóa số 1 nhiều. Đó là từ giấc mơ và 60 giây. Bắt đầu. Đêm qua em mơ một giấc mơ nồng nàn. Một bài. Có giấc mơ nào em đêm. Hai bài. Hai bài. Chúng ta vỗ tay đi các bạn ơi. Ước sao mình được bên nhau đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Ba bài rồi. Và các bạn ơi, cuộc thi của chúng ta đến đây đã có thể nói vòng 3 đã kết thúc rồi ạ. À. Bởi vì chúng ta cũng đã thấy được nhóm MTV hát được 2 ca khúc và nhóm Mây Trắng hát được đến 3 ca khúc khi thời gian 60 giây vẫn còn rất là nhiều. Một tràng pháo tay đi các bạn ơi. Quả thật tôi cảm thấy hôm nay nhóm Mây Trắng may mắn thế nào ấy. Và trước khi tôi công bố điểm của nhóm Mây Trắng thì phía các chàng trai chúng ta vỗ tay vì cái ngày hôm nay chúng ta hơi kém may mắn hơn một tí. Vỗ tay đi các bạn. Các bạn Mây Trắng thân mến, bây giờ tôi cũng muốn nghiêng về phía các bạn lắm rồi. 120 điểm của các bạn đã được nhân đôi thành 240 điểm. Một số điểm rất cao. Anh có đôi lời nào muốn nói với những chàng trai yêu mến của anh không ạ? Thật ra thì 70 điểm cũng là một con số không tồi. Chúng ta tự cho là như vậy đúng không ạ? Dù sao thì ngày hôm nay chúng ta đã có một trò chơi rất là vui. Và điều đặc biệt là người bạn mới của chúng ta, bạn Minh Tuấn, bạn được đứng giữa hai ca sĩ của nhóm MTV. Ngày hôm nay bạn cũng là một thành viên của MTV, đúng không ạ? Điều đó là niềm vui của riêng bạn, của chương trình, của hai ca sĩ. Thôi thì chúng ta chào mùa xuân mới bằng cách là chúng ta chúc mừng đội Mây Trắng thắng cuộc. Và các bạn MTV thân mến, ba bạn trai rất yêu quý của tôi, ngày hôm nay vì chúng ta nhường phần thắng cho đội Mây Trắng, cho nên chúng ta sẽ ra về với phần giải thưởng trị giá 2.100.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Và nhóm Mây Trắng các bạn sẽ có một giải thưởng trị giá 4.800.000 đồng. Và bạn nữ còn lại đứng giữa Ngọc Châu và Thu Ngọc sẽ tiếp tục cùng với chương trình Nào Ta Cùng Hát bước vào vòng đặc biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
di động tiên tiến mang đến cho bạn. Con trai hả? Con đã tìm được rồi. Thằng đó nó tìm được rồi bà. Ê, chúng ta tìm biết rồi. Thật T-Mobile mang đến bạn những giá trị tốt đẹp nhất. Con gái đó đâu rồi? Di động là cuộc sống. HT Mobile. Và trước khi đến với vòng đặc biệt đầy gây cấn và hồi hộp, thì có lẽ Bảo Thy và anh Thanh Tùng cần chia sẻ một chút đôi điều với các bạn của nhóm Mây Trắng. Đầu tiên thì cho phép Bảo Thy hỏi chị Thu Ngọc nha. Chị ơi, ngày hôm nay chị đến với Nào Ta Cùng Hát thì bây giờ đã biết mình là người thắng cuộc rồi, thì tâm trạng của chị là như thế nào ạ? Hôm nay rất là vui bởi vì đến đây có một cái cuộc chơi rất là hào hứng và sôi nổi, và nhất là các anh em TV chơi rất là fair play. Đã nhường cho nhóm Mây Trắng thắng trong ngày hôm nay, nên là cảm ơn các anh trong MTV rất là nhiều, và hy vọng rằng là bạn đứng kế bên Ngọc sẽ chiến thắng trong vòng đặc biệt. Còn bạn Ngọc Châu, tôi sẽ không hỏi bạn về cảm xúc của bạn trong ngày hôm nay, mà nhân tiện đây là một chương trình rất đặc biệt chào đón năm 2008, tôi muốn hỏi rằng nhóm Mây Trắng có bất cứ một điều gì đặc biệt sẽ diễn ra trong năm 2008 không ạ? Năm 2008 thì nhóm Mây Trắng sẽ cho ra đời một album mới, đó là Vol 6. Wow. Và như vậy thì nhân tiện có chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chúc mừng nhóm Mây Trắng và hy vọng rằng Vol mới của các bạn sẽ được đón nhận thật nồng nhiệt. Dạ, xin cảm ơn anh. Và nhân đây thì cho nhóm Mây Trắng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Một lời chúc rất là dễ thương phải không ạ? À? Và bây giờ bạn Ngọc Duyên ơi, có lẽ là Bảo Thy phải hỏi thăm bạn một chút xíu trước khi bạn đơn thương độc mã bước vào vòng thi cuối cùng của chương trình mình. Thì đến giờ phút này, khi mà đứng giữa hai người chị rất là xinh đẹp, nhưng mà Bảo Thy và anh Thanh Tùng cũng như tất cả mọi người cảm thấy bạn cũng có một vẻ đẹp rất là riêng nè. Đầu tiên phải nói là bạn rất là xinh gái phải không ạ? Vâng ạ, chúng ta vỗ tay vì bạn Ngọc Duyên ạ. Và không biết cảm xúc của bạn bây giờ bạn bước vào vòng đặc biệt thì bạn cảm thấy thế nào ạ? Dạ, em cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà nếu mà được quý vị khán giả ủng hộ thì em sẽ đỡ lo lắng hơn. Vòng đặc biệt đó sẽ có một điều đặc biệt, đó là nãy giờ các bạn hát cùng với nhau, vì chương trình của chúng ta tên là Nào Ta Cùng Hát, đúng không ạ? Nhưng riêng với vòng đặc biệt thì chỉ có một mình bạn sẽ bước vào và thi đấu một mình thôi. Bạn có cảm thấy hồi hộp không? Dạ có ạ. Nhưng mà bạn ơi, không chỉ riêng khán giả, không chỉ riêng những cổ động viên ủng hộ bạn, mà còn có chị Thu Ngọc, chị Ngọc Châu, Bảo Thy, anh Thanh Tùng và tất cả những bạn nam bên kia nữa. Vì thế, bây giờ Bảo Thy xin mời bạn bước ra đây. Và các bạn trai thân mến, chúng ta vỗ tay vì phần thi đấu đặc biệt của bạn Duyên nào. Và ở vòng thi này, chúng ta có 90 giây. Đầu tiên, Bảo Thy sẽ cho bạn Duyên một từ khóa. Nếu như bạn hát đúng từ khóa này, thì bạn sẽ được tiếp tục nghe hai nốt nhạc đầu tiên của bài hát Bí Mật. Và cứ luân phiên như thế, khi bạn hát được từ khóa, bạn lại nhận được hai nốt nhạc để đoán duy nhất một bài hát bí mật trong vòng đặc biệt. Và nên nhớ, bạn chỉ có 90 giây thôi. Nhưng mà nếu như trước 90 giây, khi bạn chỉ mới nghe được 2, 4 hoặc 6 nốt nhạc mà bạn đã đoán ra được bài hát bí mật, thì bạn cũng có thể được đoán. Và nếu như bạn đoán đúng thì chương trình của chúng ta sẽ dừng lại và bạn sẽ nâng tổng giải thưởng giá trị của mình thêm 1 triệu đồng nữa. Có một điều nhắc nhở bạn, đó là nếu như đối với những từ khóa nào mà bạn không thể hát được thì bạn cứ mạnh dạn bỏ qua, chúng tôi sẽ cho từ khóa tiếp theo để bạn có thêm cơ hội tìm thêm những nốt nhạc trong bài hát bí mật này. Và bây giờ thì bạn Ngọc Duyên đã sẵn sàng chưa ạ? Em sẵn sàng ạ. Vậy thì còn chờ gì nữa, các bạn ơi, chúng ta hãy ủng hộ người bạn của chúng ta đi nào.